Sắp tới ngày 8 tháng 3 rồi, mẹ chúc con và đồng đội của mình có ngày 8 tháng 3 thì thật là vui vẻ và ý nghĩa. Đặc biệt là luôn mạnh khỏe để vững vàng này, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao này, xứng đáng là những bông hồng thép trong đơn vị. Đó chính là những lời chúc nhân ngày 8 tháng 3 mà mẹ của chiến sĩ mới Lê Phan Phương Thảo, đại đội 15, trung đoàn 692, sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội gửi tới cô con gái của mình sau hơn một tuần nhập ngũ. Và đây cũng là lần đầu tiên Thảo được chỉ huy đơn vị cho phép gọi điện về gia đình. Dù chỉ được gọi về cho gia đình trong thời gian 5 phút, nhưng Thảo đã chia sẻ với mẹ mình rất nhiều điều mà bản thân đã được học tập và sự thay đổi ban đầu khi huấn luyện trong môi trường quân ngũ. Có lẽ đây chính là những phút giây đáng nhớ nhất trong cuộc đời quân ngũ chiến sĩ mới Lê Phan Phương Thảo. Sau hơn một tuần về đơn vị huấn luyện thì tôi đã dần thích nghi với môi trường quân ngũ, đã quen với giờ giấc khi phải dậy sớm và huấn luyện với cường độ cao. Có sự thay đổi đó là nhờ môi trường quân ngũ, đặc biệt là cán bộ của trung đội. Rất vui hôm nay nhân ngày 8 tháng 3 và cũng đúng với dịp sinh nhật tôi, cán bộ của trung đội và đại đội đã tạo điều kiện tốt nhất để tôi gọi điện về cho mẹ. Đây là lần đầu tiên tôi xa nhà và nên cảm xúc đấy rất là khó tả. Tôi sẽ lấy đây là động lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2 Đến Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội những ngày này, không khó để bắt gặp những bóng hồng mới nhập ngũ đang hăng say tập luyện trên sân huấn luyện của đơn vị. Dù mới nhập ngũ được hơn một tuần, các chiến sĩ mới đã phải huấn luyện căng thẳng với nhiều nội dung, động tác khó. Nhưng trên khuôn mặt của những nữ chiến sĩ mới, ai nấy đều tự tin, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các khoa mục huấn luyện. Không chỉ bắt kịp tốt nhiệm vụ huấn luyện mà nơi sinh hoạt nghỉ ngơi của các chiến sĩ nữ cũng hết sức gọn gàng, ngăn nắp. Từng chiếc chăn màn được gấp vuốt phẳng phiu ngay ngắn, quần áo, khăn mặt, giày dép để đúng nơi quy định. Khi mà mới đến đây thì tôi khá là bỡ ngỡ do là ở đây mọi thứ đều khá là mới mẻ với chúng tôi. Thì dần dần chúng tôi cũng đã quen hơn với những kỷ luật và kỷ cương tại đơn vị rồi. Nhưng đây cũng là thời gian khá dài mà trước đây tôi cũng chưa bao giờ phải xa gia đình lâu như thế. Thì cũng có đôi chút nhớ nhà, nhưng mà cũng có những người anh em, những người đồng đội, bạn bè ở xung quanh thì động viên, thì tôi cũng đã dần quen và đây cũng là một ngôi nhà thứ hai của tôi. Nội dung huấn luyện của đồng chí nữ thì cũng giống như đồng chí nam. Tuy nhiên là những sự chia sẻ tâm tư, nguyện vọng hay là những bí mật của con gái thì đối với các đồng chí nam quản lý thì các đồng chí sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên là qua hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao hàng ngày thì tâm tư nguyện vọng của các đồng chí được giải quyết. Từ đó thì các đồng chí luôn luôn an tâm tư tưởng công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cũng như những năm trước, năm nay Trung đoàn 692 được giao nhiệm vụ huấn luyện các nữ chiến sĩ mới. Để làm tốt công tác huấn luyện, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị, từ mô hình học cụ đến nội dung huấn luyện cho chiến sĩ mới. Nên ngay sau khi về đơn vị, đội ngũ cán bộ huấn luyện đã hướng dẫn tận tình chu đáo cho chiến sĩ mới. Đồng thời, với đặc điểm sinh hoạt của chiến sĩ nữ khác hoàn toàn so với chiến sĩ nam. Do vậy, đơn vị đặc biệt chú trọng đến công tác nắm, động viên tình hình tư tưởng để chiến sĩ nữ yên tâm huấn luyện và rèn luyện. Chúng tôi tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ trong trực tiếp quản lý chiến sĩ nữ và tổ chức cho đội ngũ cán bộ nữ của trung đoàn và lực lượng tăng cường của sư đoàn để tham gia quản lý chiến sĩ nữ. Thì đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng đã, sau khi chiến sĩ nhập ngũ vào đơn vị thì đã nắm chắc về tình hình chính trị, tư tưởng của chiến sĩ. Thế và thông qua đó để phân loại đối tượng và chúng tôi có biện pháp quản lý, nắm bắt tình hình tư tưởng đối với từng người. Và tính đến thời điểm hiện nay, sau khi quá trình tổ chức huấn luyện rồi động viên chỗ chiến sĩ nữ thì đến thời điểm bây giờ hiện nay thì 100% chiến sĩ nữ của đơn vị chúng tôi là yên tâm, với cái tâm trạng rất là vui tươi, phấn khởi trong thực hiện huấn luyện năm 2024. Xa nhà, xa gia đình, nhưng các nữ chiến sĩ mới đang ngày càng gắn bó với nhau bởi tình đồng chí, đồng đội và hòa nhập dưới mái nhà chung tại Trung đoàn 692.
Giờ đây, họ đều hướng về những mục tiêu phía trước, cố gắng rèn luyện phấn đấu trưởng thành trong môi trường quân đội và góp một phần nhỏ bé sức trẻ của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.